Xin chào các bác nhá. Hôm nay em rối rỗi em đi chơi vào nhà ông bạn uống nước chè, ngắm cây cảnh. Anh ấy chơi nhiều cây cảnh lắm. Đấy. Em cũng thích một chút về những cái lĩnh vực bonsai cây cảnh này. Đấy, em quay và chia sẻ và giới thiệu với các bác. Đây là vườn cây của nhà anh bạn. Đấy, đây là cây mẫu đơn các bác nhé. Mẫu đơn đỏ này khá đẹp đấy, này khá đẹp. Lúc có những lúc nó lên hoa nó rực hết một lần. Đấy, tôi quay chi tiết cái cây này một chút xem này. Này thân khá to đấy, còn này thân vành của nó phải 30, thân vành của nó phải 30. Đấy, đơn đỏ nguyên bản các cụ trồng đấy. Đấy. Bên đây là một con đơn vàng. Anh này anh có những hai cái đơn to đẹp thế. Đấy. Đây là thú chơi của những người am mê cây cảnh. Em hôm nay rồi em đi chơi, em quay tí lên giới thiệu với các bác với là anh các chị. Đây là khóm đơn vàng. Nó chả giả lắm. Giả lắm, mặt này nó hơi tối nhưng giả lắm. To, vành của nó phải đến 6-70 rồi đấy. To lắm đấy, cái này ngược ánh sáng không được. Đây là cái đơn vàng. Đây là hết hoa rồi. Chắc là tháng sau thì mới lên hoa. Cái kia là cái đơn đỏ đấy. Đây là những cây xanh ở vườn nhà bác đấy. Đây những cây xanh. Cây xanh em phải quay sang cái phần này nó mới rõ được. Quay ngoài nắng nó không quen, toàn quay trong nhà thôi, ngoài nắng không còn lấy lắm. Đây là những cây xanh, đây là vườn này nhà anh bạn nhá. Cây xanh đây. Anh ấy ở khu này rất rộng, đất nhà anh ấy phải đến hàng mẫu đất đấy. Anh địa chủ đất rồi, mẫu đất đấy, rộng lắm, nhiều cây thế này, lâu lắm không xuống là nhiều cây thế, toàn cây đẹp thôi. Thấy một cây của anh cũng giá trị lắm, không biết bao tiền nhưng mà thấy một giá trị lắm, nhiều cây giá trị lắm, nhiều tiền lắm. Em nhìn thấy nó cũng đẹp đẹp. Em cũng thích cái cây bonsai. Đây, đây những cái cây này. Rất là đẹp. Rất là đẹp. Đấy, em quay tổng thể. Đấy. Đấy. Nhiều lắm rồi. Anh lâu lắm không xuống mà nhiều cây đẹp thế này anh ơi. Anh này anh cũng đấy, cây đẹp quá cơ đấy. Cây này là cây xanh các bác nhé. Cây xanh đây là cây xanh đấy. Thấy bảo anh có hai cây si nhất khu vực ở huyện em đấy. Em này ngồi đây, đây là cây si. Quay đứng xa hết được cái cây si nhà anh đấy. Đây là cây si các bác nhá. Đây là cây si. Anh ơi, anh mua cây si này lâu chưa mà to thế này? Anh mua được 2 năm rồi. 2 năm rồi. Úi giời, to thế nhỉ. Lâu lắm không xuống cái vườn cây nhà anh đây này. Toàn cây đẹp thôi. Đúng không? Bán chịu cho em cây nhá. Ok. Nha, úi giời, đây cây si này là chủ vườn nhà anh đây này. Cây này đẹp lắm. Nhiều người giả giá rồi nhưng mà anh không bán. Thấy anh ấy nói chuyện này như thế. Đấy, nó giả lắm. Bây giờ nó giả này. Giả kinh khủng luôn. Đấy. Giả từ đầu đến cuối. Trắng toát ra, nhìn thực tế bên ngoài nó trắng toát. Đấy. Đấy. U cục hết lên rồi. À sủi cáo lên rồi. Đấy, đây là mặt phải. Đây là cái mặt phải của cây. Các bác nhé. Đấy.
Cây này chắc là cái cây chủ vườn của anh ấy rồi. Đấy. Vậy. Cây này là cây chủ vườn của anh ấy. Hôm nay em chia sẻ với các bác. Đấy, đây là cái thú chơi cây cảnh của những người đam mê cây cảnh. Em thì em không biết nhiều về cây cảnh nhưng mà em cũng thích, nhìn thì em cũng thích. Thế hôm nay em đi vào chơi em quay một chút. Đấy. Đấy, đây này. Đây là khu vườn nhà anh đấy, đất rộng lắm. Nhà anh ở chỗ khác nhưng chỗ này anh để vườn cây ở đây. Trông lon. Thú chơi cây. Thú chơi cây. Nắng quá. Hôm nay đây. Đẹp quá cơ. Đấy. Toàn cây to bây giờ. Toàn sẽ cẩu cẩu thôi. Không khênh được tay đâu. Đấy. Rồi em hôm nay em chia sẻ với các bác về cây cảnh một chút nhé. Các bác mà thấy hay thì hãy ấn vào nút đăng ký và comment xuống bên dưới cho em. Đấy, thì em cũng không thuộc cái này, không thuộc lắm đâu. Nhưng mà em không dám chi tiết, nói về chi tiết. Em chỉ quay qua thôi. Cái không gian và ấy của nhà anh đấy thôi. Hôm nay em đi chơi em quay thôi. Đấy. Bạn nào mà thấy, các bác nào mà thấy đấy thì cho em comment bên dưới và chia sẻ với mọi người chút thế thôi. Vâng, và tôi em xin dừng video tại đây các bác nhé. Đấy.